Kính chào quý vị, tôi là luật sư di trú Vũ Tuấn Huy, luật sư điều hành của tổ hợp luật sư di trú First Consulting Group. Hiện tại visa bulletin cho EB-5 đang current cho Việt Nam cũng như những nước trên thế giới trừ Trung Quốc và Ấn Độ. Nếu như sắp tới đây visa bulletin được tăng lên và có thời gian chờ đợi, điều đó có nghĩa là quý vị sẽ phải chờ đến khi hồ sơ đáo hạn, cái visa bulletin đáo hạn, quý vị mới có thể được cấp visa để qua Mỹ. Ngay cả trong trường hợp mà hồ sơ quý vị đã được chấp thuận rồi, quý vị vẫn phải chờ cho đến khi visa bulletin đáo hạn. Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết hoặc là có bất cứ câu hỏi gì, xin liên lạc với chúng tôi để được tư vấn thêm. Xin cảm ơn.